chỉ có súc vật thì mới quay lưng lại với nỗi đau của con người để chăm sóc với cái bộ da của mình thôi. Tức là cái đó là cái người ta biết thổn thức trước cái nỗi đau của con người. Và thứ ba nữa là cái dấu hiệu thứ ba của người có văn hóa, đó là cái trái tim có khả năng có biết phẫn nộ trước cái sai, trước cái xấu và trước cái ác